Đại Thúy và anh Quốc Nhân đang đứng tại một dự án biểu trưng cho thành phố Hồ Chí Minh. Đó không phải là dự án nào khác ngoài Landmark 81. Nhưng mà trước khi dẫn các bạn tham quan dự án Landmark 81 ngày hôm nay thì không biết Thúy có biết hôm nay ngày gì không nhỉ? Em chào bộ anh thôi. Và ngày hôm nay nhân dịp là ngày phụ nữ Việt Nam thì Nhân cũng như là đại diện cho tất cả các nam nhân khác của kênh Căn Nhà Màu Vàng muốn gửi đến cho tất cả những chị em phụ nữ đang xem kênh Căn Nhà Màu Vàng những lời chúc tốt đẹp nhất. Hy vọng rằng là các chị sẽ luôn vui vẻ, xinh đẹp và thật nhiều hoa trong ngày này. Và chắc chắn là không thể thiếu quà của Thúy rồi đấy. Đúng. Cảm ơn Nhân và cảm ơn các nam nhân của kênh Căn Nhà Màu Vàng nha. Ok, vậy thì trước khi mà chúng ta đến tham quan cái căn hộ của dự án Landmark 81 ngày hôm nay thì Nhân cũng muốn chia sẻ thêm với Thúy và các khán giả đang xem một vài điều thú vị về dự án Landmark 81 này. Thì cách đây vài hôm anh có đọc trên tạp chí Rob Report, nó có một cái bài viết rất là hay. Nó nói về một cái khái niệm, nó gọi là hiệu ứng Bilbao. Hiệu ứng Bilbao xuất phát từ việc mà một bảo tàng ở thành phố Bilbao thuộc Tây Ban Nha, khi mà nó được tiến hành tái xây dựng lại và họ sử dụng một cái thiết kế vô cùng độc đáo. Và nó đã khiến cho cái nơi đây trở thành một cái điểm du lịch cực kỳ hấp dẫn, cũng như kéo theo những sản phẩm bất động sản xung quanh đó tăng giá rất là khủng khiếp. Và chính cái hiệu ứng này đã tác động trực tiếp đối với cái dự án Landmark 81 của chúng ta. Thì như Thúy đã giới thiệu với mọi người thì Landmark 81 là một dự án biểu tượng cho thành phố Hồ Chí Minh, khi đây là một trong 10 tòa tháp cao nhất khu vực Đông Nam Á. Đúng rồi. Cũng như là tòa tháp cao nhất thành phố Hồ Chí Minh. Và với lối kiến trúc độc đáo này cộng với việc là khối đế của tòa nhà là một trung tâm thương mại Vincom vô cùng sầm uất, và đồng thời là có luôn sở hữu các chuỗi khách sạn Vinpearl Luxury. Điều này đã tạo nên một sự cộng hưởng rất lớn khiến cho dự án Landmark 81 trở thành một dự án vô cùng có giá trị, và cũng như là kéo theo dự án xung quanh đó là dự án Vinhome Central Park. Dạ đúng rồi. Đã có những sự tăng giá rất là đáng kể. Và chúng ta sẽ cùng nhau tham quan là bên trong dự án này chất lượng hoàn thiện như thế nào và những ngôi nhà ở đây đẹp đẽ như thế nào. Và không để mất thêm thời gian mọi người nữa, Nhân và Tí bây giờ sẽ cùng nhau đi chuyển lên căn hộ để mọi người xem nhé. Và chúng ta đi. Đi thôi. Wow, cái sảnh này nhìn như sảnh khách sạn vậy anh Nhân. Ờ, đảo ha, anh cũng chưa bao giờ thấy một cái sảnh căn hộ nào. Tinkle. nhìn cái kiểu thiết kế pha lê thủy tinh này nhớ tới gì không? Giống như công chúa La Lê mà chiếc giày pha lê chạy trong cung điện. Là em đó. Anh biết là cái gì sao luôn á. À, mình tới đây nè. Tầng 39. Thần tài nhỏ đó, nên là đây sẽ là một bonus dành cho khách hàng nào mà lựa chọn căn hộ này nha. Anh ơi, căn này vừa vào là em thấy ban công siêu bự rồi nha. Có gì lắm này, nghe kể nghe, nó đẹp không nhỉ? Đó, rất là cụ trè dễ thương thấy không? Nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng mà trước khi vào khung không gian chính, anh muốn dẫn em vào phòng bếp trước nè. Thì đây là cả hai phòng ngủ. Cái phần bếp đầu tiên bếp vào thì đây là bếp đóng ha. Bởi vì anh nghĩ là với cái lối thiết kế hiện đại của họ thì họ muốn là nó cái không gian nấu nướng nó không bị ảnh hưởng tới bên ngoài. Nên họ lựa chọn cái phong cách thiết kế là bếp đóng như thời điểm hiện tại. Nhưng mà khi mà em vào bếp đóng này thì em cảm thấy không có bị ngợp anh. Giống như những cái bếp đóng thông thường thì bên đây nó cũng tách ra rất hay ha. Bên đây mình có bồn rửa nè, đồ tươi nè, và sau đó mình sẽ chế biến bên đây. Và anh muốn nhấn mạnh cái lò da đẹp nhất mà anh từng thấy trong những cái dự án mình đi luôn á anh ơi. Lò da này thiết kế kiểu lạ anh. Ghê chưa? Mà lô da này anh nhận ánh sáng rất là tự nhiên từ bên ngoài ha. Rất là mát anh Nhân. Đúng rồi. Và cái phần khoảng không lớn như thế này nó thay thế cho tất cả mọi cửa sổ chúng ta dùng. Nên là chắc chắn là không lo về cái vấn đề là thông thoáng hoặc là ánh sáng hoặc là mùi trong không gian bếp. Em thấy nó là cái điểm rất là phía bên ngoài thì bị dính một cái tòa nhà khác nhưng mà gió vẫn rất là mát. Đúng rồi, cực kỳ nhiều luôn. Em có để ý đi, nhà cửa giữa các không gian đó là mái vòm không? Mái vòm. Nhìn cái này quen không? Nhớ nè. Vista và đề penthouse. Hoặc là chúng ta có penthouse luôn, rất giống penthouse. Thì thông thường giữa những cái khoảng không gian này á, khi mà mình vào nhà mình rất là khó phân biệt được đâu là giống như cái kệ để giày đúng không? Đúng rồi. Mình không có cái gờ là cái thềm, cái gờ để bước vô. Thì lúc mà anh với em mình vừa bước vào cửa đây thì mình biết là biết liền. Đúng rồi, hiện tại mình đã để giày lên đây và nó có một hoàn chỉnh. Thì đây là không gian phòng khách và phòng ăn chung của mọi người. Thì như em thấy là nó rất là rộng. Cái bố trí layout ở đây thì anh thấy nó đặc biệt hơn những cái layout khác là nó tách hai phòng ngủ về một phía thì nó dính liền với nhau luôn. Và phần ngoài thì nó vừa lại cho không gian là phòng khách và phòng ăn. Và thật ra không gian này có thể bố trí nhiều hơn nữa nếu mà thay đổi thiết kế thì layout như thế nào đó. Căn này thì diện tích bao nhiêu anh Nhân? Căn này diện tích hiện tại là 88m2. Khá là rộng, rất là to đối với một hai phòng ngủ đúng không? Thì chúng ta hoàn toàn linh hoạt để biến phòng thứ ba thành
còn em bé hoặc là như thế nào đó nó cũng rất là dễ. Và màu của căn này thì sao thế? Em thấy sao? Rất là lạ anh Nhân, em chưa vào căn nào mà có màu giống vậy hết trơn á. Thì như anh nói á, cái dự án Landmark 81 của chúng ta, bởi vì bản thân nó là một tòa nhà cao nhất, đúng rồi, cao nhất thành phố Hồ Chí Minh. Và đâm ra là nó chắc chắn nó sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch. Thì đâm ra khi mà khách hàng mà họ mua cái căn sở hữu này á, thì họ kinh doanh và khai thác dịch vụ Airbnb rất tốt, dạ rồi, có hiệu quả. Dạ. Mãi cho đến khi Covid-19 xảy ra, đúng không? Tình trạng chung mà. Nhưng mà nghĩa là đó là một món đầu tư rất là tốt. Nhưng mà nói với em ở trong phần mở đầu đó, thì cái hiệu ứng Vinbao nó thu hút rất nhiều khách du lịch. Và việc mà khách du lịch có thể đến đây thay vì họ ở trong khách sạn, và họ có thể dành thời gian của mình tại một cái không gian của một cái căn nhà, của một cái tòa nhà mang tính biểu tượng thành phố, thì đó rất là tuyệt vời. Đúng rồi. Và đây là phòng ban công rất là rộng không đấy? Rất rộng anh Nhân. Mà khi mà bước ra ban công thì đập vào mắt em đó một cái view quá đẹp, đúng không? Không còn gì để diễn tả nữa. Bên kia sẽ là metro line tương lai, em tưởng tượng phải tầm cuối năm nay hoặc là cuối năm sau là metro bắt đầu chạy, đúng không? Chúng ta có thể quan sát được có sông, có đường ray trong đây tương lai nè. Em cảm thấy thì tầm view này có thể có trọn hết tất cả mọi thứ luôn anh. Sông nè, thành phố nè, và cái tuyến metro line trong tương lai nữa. Thành phố của mình. Bạn em để ý đi, đây cũng là cái ban công được gọi là độc đáo nhất mà mình từng đi xem, đúng không? Đúng rồi. Tại vì đây là tòa nhà được thiết kế phủ kính 100% bên ngoài, và là sẽ không có sông sắt, không có các g, mà đó lại là chúng ta vẫn cảm giác an toàn. Đúng rồi anh. Ban đầu lúc mà bước ra anh thấy hơi sợ, kiểu trời, phản to đấy mày, lỡ gặp gì sao, nhưng mà thật sự là đứng cái đứng teo lên. Rất là chắc chắn anh ha. Đúng rồi. Mình vẫn không có bị gọi là cái cảm giác ngoài người ở phía trước thì nó được rất hay. Nhưng mà em cảm thấy thiết kế ban công này cũng rất là hay, tại vì người ta làm những cái cột lên anh thì đón gió rất là tự nhiên, mà mình cảm thấy thiết kế rất lạ so với những trước. À còn cái hay thế này, em thấy nè, và phía trong bên đây mình không có sử dụng hệ thống máy lạnh đơn và lạnh chiếc, đúng không? Chúng ta sử dụng hệ thống máy lạnh âm trần. Tức là chúng ta phía bên ngoài chúng ta không bị dưới cái phần cục nóng máy lạnh, và nó giữ cho các ban công chúng ta clean, chúng ta có thể sử dụng được tuyệt đối và chắc chắn là cách âm là khỏe. Em cảm thấy thì phần cách âm của kính này rất tốt ha, khi mà đóng lại thì mọi thứ không nghe. Càng lên cao thì thứ nhất là gió càng mạnh, và những cái tiếng rít á, nếu như cửa mà em nằm không kính nó sẽ dễ thì cái việc mà xử lý cách âm nó phải cực kỳ kính, cực kỳ tốt. Mình vô qua phòng ngủ thứ nhất nhé. Thì đây phòng ngủ gọi là view triệu đô nè em. Trời ơi, view đạo quá anh ơi. Em qua cái em đạp chân anh đúng đau luôn. Xin lỗi anh nha, hôm nay hai bạn hẹn nguyện tha thứ cho em hết. Thế cái này gợi nhớ tới gì thế không? Bán đi. Nhớ tới gì ạ? Phòng ngủ mà xung quanh tàn là kiến không như thế này nè. Giống như trong mấy bộ phim mà những tòa nhà chọc trời ở New York không? Khi mà buổi sáng biểu tượng người hành đảng không? Thức dậy vào phòng ngủ mở ra, cửa sổ đầy kính luôn. Và chúng ta không hề có một cái bức tường nào xung quanh mình, đúng không? Đúng là một cái kiểu như là thức dậy là rất tràn trề năng lượng luôn, đúng không? Tưởng tượng sáng ánh sáng chiếu thẳng vào mình như vậy thì chắc chắn sẽ một ngày khởi đầu rất tuyệt vời. Chứ không phải cảm giác đó như thế nào anh Nhân, rất tuyệt vời, vô mốt đúng không ha? Căn này có thêm Airbnb mà, tới đây đặt liền. Một đêm liền trải nghiệm liền mới được. Thì có một cái điểm đặc biệt đối với căn này mà anh phải nói cho Thúy cũng như là các bạn đang xem, là đây là một căn thuộc sở hữu của người nước ngoài nha. SBA đó. Vì thế nên bạn sẽ agent nào mà đang có khách hàng là người nước ngoài và muốn sở hữu một căn hộ mà được có thuộc gọi là sở hữu nước ngoài mà tại một cái tòa nhà biểu tượng như Landmark 81 thì chắc chắn là một sự lựa chọn các bạn không nên bỏ qua đó. Rất là hiếm nha mọi người, đừng bỏ qua nha. Nhất là sale hoặc là những chủ nhà đang tìm kiếm cho mình một căn hộ SBA ở Landmark 81. Khúc này quảng cáo hơi nhiều luôn. ok rồi chúng ta trong đây thì chúng ta được cái phần như anh nói là bởi vì cái phần diện tích á nó phân bố cho phòng ngủ không có nhiều nên là cái phần toilet nó làm khá là nhỏ gọn để phục vụ đúng cái nhu cầu sử dụng thôi. Chứ... còn khách và bàn ăn như lúc nãy anh nói, đúng rồi, nó sẽ rộng hơn, nó sử dụng được nhiều mục đích hơn. Thì anh thấy đây là cái lối thiết kế khá là tối giản, nó phục vụ cho cái nhu cầu sử dụng thật nhiều hơn. Ok, anh sẽ dắt em qua coi phòng ngủ nhỏ nhé. Đi thôi. Em có để ý không, thì cái thiết kế nội thất ở đây á nó làm theo phong cách là ấm cúng, đúng không? Đúng rồi. Cái tông màu trầm ấm của cái không gian nhà, mà đó lại là cái phần đệm á sử dụng chất liệu nhung. Anh với Ngọc Anh mà đi dẫn là thường mà thấy gọi là chất liệu nhung thì anh cực kỳ thích luôn. Thì nếu bên kia thì mình có view bên ngoài, thì đây là view nhìn về nội khu. Và từ đây mình có thể thấy được cái phần kiến trúc bên ngoài của tòa nhà của mình nè, cực kỳ đẹp luôn. Rất đẹp anh Nhân. Thì như anh nói, cái kiến trúc gọi là phủ kính toàn bộ tòa nhà nó là cái kiến trúc rất là hiện đại mà em sẽ thường thấy được ở những cái tòa nhà như là những thành phố lớn như là New York hoặc là Tokyo này. Thì nó khiến cho cái
cái tòa nhà của em trở nên trở thành một điểm nhấn, một điểm check in đối với khách du lịch. Và đó là tại sao Landmark 81 là một biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Chính xác. Mà điều này dẫn tới gì nữa? Dẫn tới là việc Landmark 81 nằm trong một quần thể dự án thuộc Vinhome Central Park, nó kéo theo là cái cải thiện về chất lượng và giá trị của những căn hộ thuộc chùm dự án này được kéo theo khi mà đưa cái Landmark 81 này vào vận hành. Một điểm anh từng nói với em khi mà chúng ta dẫn Fit Tower D á, đó là việc là khối đế, khi là khối đế là một trung tâm thương mại hoạt động tốt, hoạt động hiệu quả thì nó sẽ cũng giúp cho cái giá trị của tài sản chúng ta đầu tư tại cái tòa nhà đó tăng lên rất nhiều. Thì Landmark 81 chính là một case study điển hình nhất cho tất cả những cái yếu tố có thể ảnh hưởng tới giá bán của căn hộ. Đúng rồi. Đó. Và không nói gì xa xôi, em và Ngọc Anh cũng đang tập gym ở đây. À, ra là vậy đúng không? Thì đó là khi mà em tập gym ở đây, em trải qua thời gian đi trung tâm thương mại, em thấy là người ta rất là tấp nập nè, rất là nhộn nhịp nè, những hoạt động mua bán diễn ra rất là sôi nổi, mặc dù là chúng ta chỉ vừa mới kết thúc cái kỳ gọi là Covid rồi đúng không? Nhưng mà như là mọi thứ phục hồi rất nhanh. Đó là cái điểm rất là hay của cái dự án này. Và anh tin chắc rằng là điều này nó sẽ tiếp tục khiến cho cái giá trị tài sản của người đầu tư tiếp theo vào cái căn hộ này sẽ được tăng lên nữa. Đúng rồi. Sau khi tham quan một vòng cái căn hộ của chúng ta thì không biết là cảm nhận của em bây giờ như thế nào nè. Thì em rất là hứng thú và vui anh Nhân, vì đây là lần đầu tiên em được tham quan căn hộ ở Landmark 81. Và với căn hộ này thì lối kiến trúc rất là hiện đại và độc đáo này đúng không? Và tầm view siêu đẹp nữa. Chắc chắn luôn, view nhìn mê tít mắt luôn đúng không? Dạ đúng rồi, rất thỏa mãn anh. Vậy thì một cái điểm quan trọng nhất, tại vì như chúng ta nói á, cái căn hộ này nó có một điểm rất đặc biệt, đó chính là việc là thuộc sở hữu của người nước ngoài. STI nha mọi người. Và bản thân chúng ta là những người làm việc ở thị trường thứ cấp á, thì chúng ta cũng biết được rằng là cái việc mà tìm kiếm một căn hộ thuộc sở hữu người nước ngoài á, nó giống như là việc mò kim đáy bể vậy. Không hề dễ dàng. Rất là khó luôn đúng không? Vậy thì cái việc mà đối với một căn hộ mà thuộc sở hữu người nước ngoài nè và đang được trong quá trình gọi là khai thác Airbnb rất là hiệu quả, thì chắc chắn anh tin là đây sẽ là một điều rất là tốt đối với những nhà đầu tư nước ngoài mà họ đang quan tâm tới việc mà muốn đầu tư và muốn sở hữu một căn hộ tại một cái dự án rất là gọi là đỉnh cao. Dạ, đúng rồi. Đỉnh cao tại thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Vậy thì các bạn sẽ trình, nếu mà các bạn đang có khách nước ngoài đang tìm kiếm một căn hộ thuộc SBA thì đừng dần chờ gì nữa, mà hãy mau bắt điện thoại và gọi ngay cái số máy được đính kèm vào cái phần description bên dưới nhé, để có thể sắp xếp một buổi xe tour đến tham quan căn hộ này. Và chắc chắn rằng đây sẽ là một điều rất là tốt, bởi vì bản thân chúng ta khi mà trải nghiệm ở đây thì chúng ta cảm nhận rất nhiều về cái thị trường này, về cái sản phẩm này. Và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích với những nội dung mà căn nhà màu vàng đã mang tới thì đừng quên nhấn like và share để ủng hộ chúng mình nhé. Và còn nếu đây là lần đầu tiên mọi người đến với kênh Căn Nhà Màu Vàng thì đừng quên nhấn nút subscribe và nút chuông đăng ký bên dưới để không bỏ lỡ những video tiếp theo của tụi mình. Còn bây giờ thì đã đến lúc chúng ta phải chào tạm biệt. Gì vậy, em hào hứng vậy hả? Tại vì sau buổi hôm nay thì mọi người sẽ có một buổi đi ăn trưa với nhau, vì hôm nay là ngày 20 tháng 10, Phụ Nữ Việt Nam. Và lần cuối cùng thì Nhân và Diễm Thí muốn gửi lời chúc tới tất cả những người xem của kênh Căn Nhà Màu Vàng, đặc biệt là các chị em phụ nữ, một ngày 20 tháng 10 thật vui, thật nhiều ý nghĩa và nhận thật nhiều hoa nhé. Còn bây giờ mình là Út Nhân, Diễm Thí, xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.